Ờ, cái này là gì đấy? Ờ, cái này là tu hải à? Tu hải nướng. Tu hải nướng anh. Tu hải đỏ luôn anh ạ. Tu hải đỏ. Cháu vừa. Lần đầu tiên Hà được ăn cái con này đấy cả nhà. Ôi nó có. Ôi nó đỏ đỏ này. Wow. Đỏ này. Nhìn lạ chưa? Con này hình như bảo là ở con này là khi nướng là nó con này... nó rụt ngoài. À. Con này lúc mình nhìn ở ấy nó đỏ. Đây ghẹ được cả nhà ơi, ghẹ đây. Rồi 4 5 con ghẹ này. Đây bề bề này. Mực. Ôi, nhìn con tu hải này hấp dẫn quá. Mà mực này, mực thì cũng ngon này. Mực mực mà nhìn nó vẫn còn lấm tấm cái. Chào mọi người nhé. Hà Còi đang ở thị trấn đang ở huyện Hải Hậu, và bên cạnh bên trái Hà đây thì là biển Quất Lâm đấy, biển Nam Định, nước biển hơi đục. Hôm nay thì Hà về thì có một người bạn Hà thì đang chung tiền để làm quán OK Con Dê với Hà ở dưới thị trấn Hải Hậu. Thì trong thời gian này Hà cũng đang mở rộng hệ thống ra, thì cơ bản là sẽ chung và cổ phần vốn để mở rộng chuỗi OK Con Dê ra. Bây giờ thì Hà đang trên đường đi ra nhà thờ Đổ để ăn hải sản, đi cùng với bà xã luôn. Thì đây biển đây cả nhà ơi. Đấy biển mà hơi đục nhỉ. Sắp đến nhà thờ Đổ rồi. Nhà thờ Đổ này thì nó nghiêng nghiêng như cả tháp Pisa ở bên Ý, không ai độc đáo thật. Mùa hè thì ra đây ăn hải sản xong rồi có thể tắm nước biển luôn. Nước biển ở đây thì nó không thể bằng ở trong miền Nam, nước biển thì đục đục thôi, phù sa mà. Hải Hậu thì có đặc sản nổi tiếng nhất là gạo nhỉ, gạo Hải Hậu còn gì nữa không? Bên trái thì là biển bắt đầu nhìn cũng khá là đẹp đấy. Bên phải Hà thì có Hà vừa đi qua thì có rất là nhiều nhà đang nuôi tôm, chắc là nuôi tôm đấy. Nhìn xa xa kia là nhà thờ Đổ rồi, thì nó sẽ có đường xuống rồi. À, về Hải Hậu hay ra nhà thờ Đổ để ăn hải sản lắm, thì ở đây cũng nhiều hải sản tươi nữa, tươi ngon. Ở đây hiện tại thì Hà đang có mặt ở nhà thờ Đổ. Trước mặt là cái nhà thờ bị sóng biển nó lấn ý cả nhà. Thế nên là dỗ hết rồi. Bây giờ thì người ta bắt đầu là tu sửa lại trở thành một cái điểm du lịch. Có rất là nhiều nhà hàng quán ăn mọc ở đây. Đợt nhiều năm trước Hà đến đây thì chưa có một cái quán ăn nào đâu. Nhưng bây giờ đến thì bắt đầu là có rất là nhiều quán ăn mọc lên và khá là phong phú đa dạng. Cũng hay. Mọi người lại có một địa điểm. Không, đây người ta trông xe thôi mà. Rồi, đổ xe đây. Đây có rất là nhiều nhà hàng cả nhà. Nhà hàng Biển Đông này, nhà hàng Đại Dương này. Rồi đây là nhà thờ Đổ đó cả nhà. Bây giờ thì người ta niêm phong khu vực này không cho vào. Trước đây thì Hà ra thì vẫn còn ở dưới nền vẫn có thể vào được, mà sóng biển nó đánh thật vào trong cơ. Các người dân đi đánh cá biển cũng về đây để tập kết hải sản ở đây. Đây là những cái móng này, hiện trạng cũ vẫn còn đây. Rất là nhiều người ra chụp ảnh, các cô ra chụp ảnh ấy. Đấy, biển này thì khá là đục. Mùa hè thì vẫn tắm được, tắm ok. Sản đây thì Hà thấy có ghẹ thôi, tôm, bề bề, cũng tích, cua, tu hài, ngao, đấy, mười mấy con cá linh tinh, thường nó cầm mũ đấy, ngao, rồi. Chắc là cũng vào nhà hàng này thôi. Nhà hàng nào nữa. À đây, nhà hàng này thì là hải sản ở bên này, nhà hàng kia thì ở bên kia, hai nhà khác nhau. Đây thì thấy nhiều cá hơn, cũng vẫn là mấy con đấy thôi. Đây nhà mình không có bề bề hả em? Bên này thì không có bề bề, rẻ thôi.
Đây rất là nhiều, em đi khoảng 3 người thôi, 2 người thôi. Ở đây rất nhiều hải sản nhỉ, có cả tôm hùm to lắm. Giá bán thế nào đấy? Có cả ghẹ này, ghẹ nhiều này. Thấy nhà này nhiều này. Bê bê bao tiền cân à em? Bê bê 350. 350 à? Cho nửa ký đi. Cân bè hấp đi. Ghẹ sao hả chị? Ghẹ 500. 500 à? Em ăn ghẹ không? Làm mỗi người một con. Đây là cua đấy. Cua bạch. Đây là con gì chị ơi? Tu hài còn gì nữa? Đây là tu hài đúng không? Đây có phải con tu hài không chị? Con này là con gì đây? À tu hài đỏ. À thế à? Con này 3 tiền cân à? Em đây 220 nhỉ? À thế cho 4 con đi, nhớ mỡ hành đi. Ừ. Ở nhà này nhiều hải sản đấy, tôm to lắm. Ờ thế cho 1 cân đi. Cho 1 cân đi. Ờ cho 10 con nhá. Ờ 5 người. Ờ 10 con đi, 10 con đi. Với cả 5 con ghẹ đi. Rồi, ghẹ 5 con. Còn cái gì để ăn ngon ngon nữa không? Anh có ăn móng tay không? Mực không? Con này được mua hành được. Ờ cho 1 đĩa mực đi. Mực hấp nhá. Ờ. Rất là nhiều thuộc vùng to luôn. Nhà hàng này hàng thì rất nhiều đồ, nhất là bà mấy nhà hàng thì ít đồ hơn. Mấy nhà hàng kia ít đồ hơn. Wow. Ngon đấy. Cá mú có ăn cá không? Không. Cái cá mú đấy cả nhà. Cơ bản là các anh kia cũng ăn rồi. Đây anh cầm lên nào. Ồ. Ngon đấy nhỉ anh nhỉ. Còn to hết. Chắc phải nửa cân chứ. Đến lắm. Đi anh vào chỗ kia ngồi đi. Ê biển ơi cả nhà ơi. Có xa xa có cái thuyền đang đi đánh cá kìa. Biển này còn khá hoang sơ nhỉ. Ở kia có dạng phi lao vậy. Nhà này thì có thể ngồi tầng 2 được. Có 2 tầng. Bây giờ khu này khá là phát triển đấy. Ở đây là bia gì đây? Bia Sài Gòn 1. Em thấy nhiều người cũng chuộng ngay lắm ạ. Anh cứ uống thử không được em đổ lại cho. Đây ăn rau cả nhà. Ăn rau trước, trước khi đợi hải sản ra. Cho mùng tơi. Mùng tơi xào. À, cái này là gì đấy? Cái này là tu hài à? Tu hài nướng. Tu hài nướng anh. Tu hài đỏ luôn anh ạ. Tu hài đỏ. Cháu vừa. Lần đầu tiên là được ăn cái con này đấy cả nhà. Ôi nó có. Ôi nó đỏ đỏ này. Wow. Đấy tu hài đỏ này. Nhìn lạ chưa? Con này hình như bảo là con này là khi nướng là nó sụt ngoài. À. Con này lúc sao? Mình nhìn ở ấy nó đỏ. Đây ghẹ đây cả nhà, ghẹ đây. Rồi 4 5 con ghẹ này. Đây bề bề này. Mực. Ôi, nhìn con tu hài này hấp dẫn quá. Mà mực này cũng ngon này. Mực mà nhìn nó vẫn còn lấm tấm cái nhấp nháy của nó ấy. Này, ngon. Wow, mọi người dùng đi. Bia này bia kiểu cố tình làm nhăng nhác giống bia Sài Gòn. À nó là Sài Gòn đấy anh. Sài Gòn. Nó là Sài Gòn mà. Sài Gòn ta. Ờ cả nhà dùng đi. Anh ơi, anh dùng đi. Cho em xin. Vâng. Anh dùng tu hải đi. Em làm con mực. À nhìn thấy con mực bé xíu này ăn luôn. À thích mực kiểu mực này thì hai thì cần. Mình chỉ cần ấy mà nó cứng như này thì mình biết là nó ngon này. Cả nhà nhá. Mực này. Đầy ọc trứng không? Mực này kiểu như mực cơm ấy.
ngon thật. Ngon quá. Tuyệt vời. Đây con này nhìn nó hơi kỳ dị một tí. Nó có hai vòi cả nhỉ. Mà nhìn hơi nhạy cảm nhỉ. Đúng không mọi người, nhìn nó hơi nhạy cảm đúng không? Chắc là ngon. Thôi ăn cái gì bổ cái đấy đi, chắc là nó giống cái đấy thì mình. Con này là cực kỳ bổ dưỡng. Con này là còn màu đỏ chứ. Con này nó nướng nó đỏ, Thu Hải đỏ. Em nhìn Thu Hải trắng nhiều rồi. Hôm nay được nhìn Thu Hải. Giòn, ngon, dai, ngon hợp. Cá lạ. Ăn đây ngồi cạnh biển ngon còn gì bằng nữa. Mùa hè lại cho mình tắm lên tắm nhau. Thôi là vào đây ăn. Không chê được. Quá ngon. Nhưng mà người ta mua. Cần ăn ta. Em nhớ là đã ngồi chân thấy các thuyền này bán đồ hải sản chưa? Chiều nay là nó bán luôn. Đấy, buổi chiều á. Cá bán. Ngon quá. Buổi chiều bằng những cái con thuyền vừa về là người ta bán thẳng. Cái mực ở đây là nó hùng ở kia luôn. Chiều nướng. Chơi thêm mấy chai bia chưa này? Tay mình đi sau khi chuyến đi miền Trung khỏe như quá mọi người ạ. Gẹ là rất chắc nhé. Có cái kẹp này. Gẹ rất chắc cả nhà. Đó. Thịt đầy áp luôn. Tay phải khỏe là nó vợ và láo nháo là mình xử lý luôn. Camera men quay cho cẩn thận nó nha, không bập bập luôn. Lém luôn cái máy xuống cái biển mà. Bây giờ. Bây giờ Hà có hiện tượng nhí nhố rồi mọi người. Xin lỗi mọi người nhá. Mọi người ăn ghẹ này. Ngon thế. Ủa, ăn thêm thuyền đi này. Nói chung là đánh giá của Hà làm cái hải sản ở Nam Định rất ok, không thua kém như các nơi khác mà còn rẻ nữa. Bề này có 300.000 một cân này. Cả nhà nhìn thấy con bề không? Người ta rất tâm lý, người ta cắt cho mình hai cái viền rồi, cho nên mình chỉ bóc nguyên cục thịt này cho mồm này. Ôi dồi ôi, chấm này, dầu mù tạt. Ăn bí mù tạt ngọt dẻo luôn. Mọi người ơi, nhìn cái con bề bề này nó rất là to, béo và đúng riêng cái mùa đông á, ăn bề bề nó rất là ngon luôn. À thế là mùa đông là bề bề nó sẽ ok nó, hơn đúng không? Đúng rồi, béo và nó rất là chắc. Đấy, chắc. Chắc thịt. Hôm nay thì hàng quân trượng nhất là cái giá của nó đi rất là phải chăng. Có 300.000 một cân anh ạ. Cả nhà nhìn con mực này. Con mực này nó như kiểu cao su này mà. Biết Trung Quốc nó làm giả được mực chưa nhỉ? Ôi, như dày, cao su luôn. Dày mình luôn. Đây, Hà có xé cho mọi người xem nhé. Ủa, nó dày. Dày và dai. Trứng, ủa, trứng này. Trứng như một cơm. Đúng rồi, cơm, chính là cơm đó. Mời mọi người ăn mực nhé. Chung là tí nữa sẽ phải mua mang về nữa. Quá ngon rồi. Ta đưa làm một cái thịt ghẹ này về về. Mang về. Vâng ạ. Quá ngon rồi cả nhà. Thế mua mang về cho mọi người con ăn. Ngon về giá cả này. Thứ hai nữa về chất lượng đồ ăn.
thì khi mình thấy chất lượng đồ ăn ngon rồi mà hỏi đến giá cả mà lại còn hợp lý nữa thì như kiểu niềm vui được nhân đôi ấy mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Ngồi ở đây này, riu này. Thế là rẽ, vẽ ở quê và người ta bắt từ biển vào là bán luôn cho nhà hàng. Nên là nhìn nó rất là béo và nó chắc. Bây giờ mình sẽ cắt con ghẹ này ra để mọi người nhìn luôn vào bên trong nó. Đây là ghẹ thật đấy nhá. Về Quân Lâm với cả Hải Hậu là có nhiều loại ghẹ lắm nhá. Vâng, ghẹ này to nhất là khoảng tầm 50 kg. Là ngư dân ngoài biển người ta đánh trực tiếp và người ta bán luôn cho nhà hàng. Nên là khi mà mình ăn nó rất là thật, chứ không phải là ghẹ nhập ở các nơi ấy. Nên là nó rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt đôi con ghẹ này ra để mọi người nhìn luôn. Rồi. Đây mọi người nhìn con ghẹ nó rất là chắc luôn và rất nhiều con mai của nó chỉ rất gạch, nhiều là gạch này. Và sứ thịt của nó rất là chắc. Đây mình bẻ mãi nó. Ở đây anh bẻ chỗ này. Đó. Mọi người nhìn rất là béo không? Rất là đầy chắc. Xin mời mọi người nhá. Ngon quá anh ơi. Quá. Ngon vậy anh ăn luôn đi xem đi. Đó. Nhỏ. Quá ngon rồi, anh bóc quá chuyên nghiệp luôn. Đây mình sẽ đấy mình thưởng thức. Rất là ngon mọi người nhá, chắc nịch luôn. Tuyệt vời đấy. To quá. Ôi, mọi người nhìn nó đầy đặn mà. Thịt của nó sát luôn. Sát luôn đúng rồi. Thịt sát luôn, luôn vỏ luôn. Cuối tuần mà cả gia đình ra ăn hải sản như này thì thực ra là cái giá của nó rất là hợp lý. Hà đã bóc cái kiểu đơn giản của Hà rồi nhá. Đấy, cả nhà nhìn người ta gọi là trắng như thịt ghẹ. Thế nên là nhiều cái hình tượng ví vào con ghẹ này nó như vậy. Trắng như ngọc trinh luôn. Thử ăn phát xem là trắng như ngọc trinh thì ngon như nào nhé, nhé, nhé. Ngọc Trinh 100 clip này liên hệ với Hà nhé. Ngon quá. Quá tuyệt vời. Trùng mực. Mình có cảm giác sờ như này ấy. Nếu mà nhắm mắt ấy, mình tưởng là cao su dài lắm. Ăn được sướng thật. Cái mù tạt này hơi sốc. Chấm ít đâu. Không kém gì mực ở trong miền Trung, trên Cầm Hà Tĩnh hoặc là các nơi khác đâu. Quá là ngon luôn. Cái gì ta? Trứng của nó. Trời. Mực ngon rồi. Ăn đầu rồi nhá. Mực này thì Hà chưa hỏi giá là bao nhiêu tiền cả. Tí nữa sẽ hỏi giá. Chắc là cũng không đắt đâu. Ở đây thì Hà thấy là dân địa phương đến đây ăn rất là nhiều. Các biển số xe Hà thấy đây là biển 18 hết. Tức là dân địa phương ở đây không? Cuối tuần thường là có biển khách Hà Nội người đến là rất đông khách luôn, gần như là kín toàn bộ Thanh Hà này luôn. Đông, 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 đông. Bình thường như bọn em đi là kín hết luôn đấy. À kín hết luôn. Trong cuối tuần là kín luôn, kín kín. Như hôm nay là khoảng ngày thường đến đây mình đến muộn. Bình thường thì ít khách tối, tối là rất là đông. Ngon thật. Thế là một nhà hàng thành công rồi. Một phần là cũng do chất lượng đồ ăn nữa. Hai là giá thành và không gian ngồi nữa. Không gian ngồi đây thì không có gì để chê nữa. Bên cạnh, ngay bên cạnh mình là biển. Nghe tiếng biển thôi mình đã cảm thấy lỏng nó nhẹ nhõm rồi. Nói thật. Xin chào mọi người. Xin giới thiệu với toàn thể với các bạn. Đây là cái vòi của nó. Bình thường nó sống trong nước thì nó rất là to. Sau chế biến thì bắt đầu thì nó bị
các cậu nó mới co ạ. Nhưng mà ăn nó rất là dai và giòn, tùy theo cách chế biến. Cái món này thì có thể làm rất nhiều món luôn, hấp, hấp xả, nướng, luộc. Nhưng mà ngon nhất vẫn là chính là món này, món nướng mỡ hành. Đó, món này ăn thì nó vừa ngậy vừa béo và vừa rất là tuyệt vời. Khi ăn vào thì chắc. Mọi người nhìn nó nhá, nó chắc cực kỳ luôn. Bây giờ tôi sẽ ăn thử. Ăn thật đi anh. Ăn thật luôn. Thế ăn thật chứ, không phải thử đâu anh ạ. Ở đây gọi là ăn sắp hết rồi nhưng mà vẫn nói là thử. Thử hết mâm cỗ. Dọc mùi tạt đấy. Mình vừa chấm hơi đậm một chút nên là hơi sọc. Nhưng mà thực sự đó, con này nó phải chấm đậm một chút. Đó. Và mọi người nhìn nó, nó quá chắc và béo vào trong này nè, cái ruột của nó này. Ăn rất ngọt và chắc. Thì cả nhà, bởi vì là ở Hải Hậu này khá gần với Cốt Lâm, những điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Định, thì mọi người nếu mà yêu thích về ok hơn dê thì có thể là đi du lịch ở Hải Hậu ăn hải sản xong rồi, nếu mà chán hải sản rồi để vòng qua thị trấn Hải Hậu, thị trấn Yên Định em nhỉ, để ăn về dê. Thì anh Công thì cũng đang lên quán ok hơn dê cơ sở chính ở Hà Nội để làm quen dần với công việc. Và sau đó thì lại đưa những cái gần như mô hình copy về dưới Hải Hậu. Quán này thì anh Công với cả Hà cũng là chung nhau để mở cửa hàng ok hơn dê ở Hải Hậu. Và cũng thì là hôm nay Hà về đây để xem mặt bằng cũng như là triển khai mặt bằng ở dưới chi nhánh ok hơn dê ở Hải Hậu. Chúc với Hà thì khi mà mở trên một chi nhánh, chúc dự án thành công anh nhá. Cái thu nhập của người dân ở đây khá là tốt. Ok hơn dê. Các dịch vụ, các nhà hàng mở lên và có nhiều cái nguồn thu nhập thêm nữa. Nên là cũng khá là tự tin. Anh em mình lại ngủ tiếp. Biết đâu được là Tô Duyên Hà lại mở thêm một quán hải sản và anh Công lại là người cung cấp đầu mối về hải sản lên Hà Nội thì sao, đúng không? Để lại cho Hà rất nhiều cái đọng lại cho Hà trong Hà rất là nhiều ký ức. Thì Hà sẽ dừng video ở đây. Chúc mọi người xem video thú vị, hãy cho Hà một comment tích cực nhé để Hà có động lực làm video tiếp theo hơn. Hãy like, hãy đăng ký kênh của Hà nếu chưa đăng ký nhé để theo dõi những video mới nhất của Hà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào. Nhà đây là chi nhánh tiếp theo của OK Con Dê đây. Ở một mặt bằng là vừa mới xây xong. Rất là rộng rãi. Thì mọi người khi về thị trấn Yên Định hoặc là đi Hải Hậu thì ghé qua OK Hơn Dê nhá. Mặt bằng rất đẹp để Hà đứng đây Hà quay cho mọi người nhá. Rất là rộng. Mới tinh. Cửa còn chưa làm. Ok con dê. Ok con dê. Hai cầu thang lên luôn. Rất là rộng ở nhà. Rộng lắm. Thoáng, nói chung là nhà này ngồi ăn uống đi thoáng rồi. Đẹp rồi. Nhà chủ họ xây còn chưa hoàn thiện hết nữa. Thì mình đã vào mình thuê luôn rồi. Thì để Hà lên tầng 2 nhé. Đây là tầng 2 đấy cả nhà. Dự kiến là khoảng tầm 1 tháng nữa sẽ khai trương. Đây cái cầu thang này họ làm nốt nó là xong này. Cầu thang này làm nốt nó là xong. Wow. Tầng 2 là cũng ngồi thoáng luôn. Nhà vệ sinh rất là ok. Đó thì Hà dự kiến là sẽ
sẽ là ngăn phòng VIP ở đây, các phòng VIP ở đây để riêng tư hơn. Phòng VIP nào cũng có nhà vệ sinh riêng đó, ví dụ phòng VIP này cũng có nhà vệ sinh ở đây luôn. Rồi thì chia phòng ra, ai ngồi cũng có thể là ngồi trong phòng VIP. Đây với một cái phòng VIP này thì ngồi trong phòng VIP này vẫn có nhà vệ sinh nhé, riêng này, và vẫn có thể nhìn ra được ngoài. Kia là một cái tòa lâu đài của nhà ai đẹp thế. Trên này thì mình chia ra thành nhiều phòng VIP. Đây cũng là một phòng VIP này, hơi tối nhưng mọi người thông cảm nhé, đang chưa có điện này, rất là rộng. Đây bên này thì cầu thang họ đã làm xong rồi. Đó, đây cũng lại là một phòng VIP, mà cứ phòng VIP nào cũng có nhà vệ sinh luôn. Đó, thì ngồi ra đây và nhìn ra ngoài hành lang rất là ok. Xem tầng 3 còn gì không. Trên tầng 3 thì Hà đang tính thiết kế để làm bếp. Bếp lên tầng 3 thì phục vụ hơi mệt, bởi vì là đã chưa có phương án thiết kế thang máy tời. Đấy, bếp thế này cũng ok, hoặc tầng 3 mình có thể làm phòng ngủ. Ôi rồi, trên sân thượng này cả nhà nhìn, mênh mông sân thượng luôn, quá là rộng. Họ vẫn để cột để có thể trồng tầng thêm đấy. Rộng rãi, rộng cả nhà. Mỹ mãn. Mùa hè lên đây ngồi nhậu nhà cả nhà nhỉ. Ngồi đây mua hải sản hoặc là dê quay cả con mang lên lên trên này. Ở trên này tầng 3 để làm kho này, kho để chứa. Ok, kho đây, kho đồ khô để hết lên tầng 3 này. Đấy các nhà, chi nhánh ôm cái dây ở dưới hải hậu đấy. Chưa xong, điện đóm cũng chưa có đâu. Thế là được 4-5 phòng VIP đấy. 4-5 phòng VIP là ok rồi. Phòng VIP là đặc biệt là có nhà vệ sinh khép kín nữa, càng ok hơn. Thì Hà tiếp tục về Thái Bình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.